quý thầy có hỏi có thưa gì nữa không, chúng ta sẽ nghỉ. Còn dạ, bạch thầy, cái tâm từ với cái tâm xả, cái tâm là đi nhanh thầy. Cái tâm xả là cái người nó không khởi được cái lòng thương yêu của mình, mình chỉ gượng ép thì mình dùng tâm xả. Còn cái người mà khởi được lòng thương yêu thì cái người đó sẽ đi nhanh lắm. Bởi vì lòng thương yêu của nó sẽ phá tất cả những chướng ngại. Bởi vì con hồi lúc mà gặp thầy thì con đã dùng cái tâm xả. Từ cái người uống rượu tới 7 ngày 7 đêm mà con xả chỉ có đâu 1 năm 1 bức. Không ăn với ăn tương mà ăn dám ăn xe trường luôn. Rồi bắt đầu nó ngỏ luôn 30 tháng như vậy tới đây. Thì cái tâm xả này nó là tâm xả. Thấy là con đã đi cái đoạn đường đi của con là tâm xả, dường như là con đường đó không đi. Còn cái tâm từ đó thì con cũng thương yêu nó lắm, mà không biết hai tâm này con phải chọn tâm nào. À, con thì tâm xả, bởi vì cái nghị lực, cái cương quyết của con phải xả bỏ cái đó, là nhất định xả bỏ tất cả ác pháp đều xả hiện lên đối với con, lúc nào con cũng xả, con có sự quyết định, cho nên vì vậy mà con dùng tâm xả mà tu. Rồi mấy hôm rồi con cứ suy tư hoài, hai tâm cũng bị thương quá, nhưng mà không biết chọn cái tâm nào. Nhưng mà cái con đường của con đi đầu tay thì cái tâm xả. Vì cái tâm xả mà con mới đến đây, đến tuyệt đối luôn. Thì cái tâm xả này rất là nhanh. À, bây giờ thầy nói như thế này để thầy biết. Sau khi làm bài xong tới tâm xả, qua những cái bài viết của mấy con, thì thầy sẽ xác định cho mấy con là tâm xả hay là tâm từ. Khi mà tâm từ như Thanh Quang với tâm từ, thầy khuyên Thanh Quang nên tu tâm từ. Còn riêng con á, thầy con viết bài đi, rồi tới chừng đó thầy sẽ thấy con viết tâm xả như thế nào. Nghĩa là đụng cái gì con cũng xả hết, thì lúc bây giờ con tu tâm xả. Còn nếu mà con viết cái bài tâm xả sơ sơ có mấy câu, thầy nói là như vậy là không được. Và tâm xả còn là một cái người có đầy đủ nghị lực, can đảm, quyết định thì mới là tu tâm xả. Bởi vì có nghị lực khi đó nó khó chứ không phải không, mình không cần lý luận mà mình thấy cái này lợi ích, cái này không lợi ích, nhất định là dứt bỏ, không làm theo, bỏ hẳn. Cũng như dứt thuốc hút thì bỏ hẳn, không hút nữa, chết bỏ. Mà dứt rượu là bỏ rượu luôn, không uống. Dứt một cái gì là nhất định là ly nó liền tức khắc, không có bỏ nó ra, không bao giờ còn chấp nhận nữa, không trở đi trở lại. Do đó dù chết nhất định là người đó là dù chết nhất định là dùng tâm xả này thì cái người đó mới tu được, tu được tâm xả. Lúc trước con bỏ hút thuốc là trong 7 ngày là xong. Nó chơi trường nó là 7 ngày là xong luôn. Đó là có cái nghị lực, có cái cương quyết tu tâm xả. Còn nếu mà không có nghị lực, không có cương quyết thì tu tâm xả. Nó kèm theo pháp quốc tác ý vậy. Nó diễn lên là bắt đầu dẹp. Thì nó có phương pháp tác ý, nhưng cái phần tâm xả đó coi chừng bị ức chế. Nghĩa là mình sáng mà chịu đựng là cơ thể nó có cái hiện tượng nó bệnh, hoặc là ức chế trong cái tâm của mình thì hiện tượng của tưởng nó xuất hiện, đó là bị ức chế. Cho nên vì vậy mà cái người mà tu tâm xả mà gặp cái trường hợp này là bị ức chế, thì ức chế mau mau đến gặp thầy để mà thầy trợ giúp, thì giúp cho xả những cái tâm xả. Bởi vì tâm xả mà mình không cần lý luận, không có khởi tâm từ như người tu tâm từ. Người tu tâm từ không bao giờ có bị tưởng, bởi vì lòng thương yêu của họ mà họ xả, cho nên họ không có bị tưởng. Còn mình á, thì không có tâm từ mà xả là bằng cái nghị lực, cái quyết định của mình, thấy cái đó nó không lợi ích là xả bỏ. Cho nên khi mà xả bỏ như vậy có phần ức chế mình rất lớn. Nhưng mà nếu gặp trường hợp có các trạng thái tưởng xuất hiện thì hãy đến gặp thầy để trợ giúp cho mình xả các trạng thái tưởng để trở về cái sự bình thường. Chứ không khéo thì nó rất khó, chứ không phải vậy. Nói xả, nhưng mà sự thật ra cái người tu xả như hồi nãy thầy nói là luôn luôn được gần cái thiện hữu tri thức. Còn cái người tâm từ, tu tâm từ hoặc là tâm bi nó dễ lắm, nó không có bị gì, nó từ cái lòng thương yêu mà nó xả, cho nên nó cỡ mở, nó không bị chế. Mà luôn luôn họ tu tập là họ triển khai cái lòng thương yêu đó, họ dễ nức nở, họ dễ khóc. Như con thấy cái tu người tâm từ vừa nghe cái chuyện con chó mà đến nằm ở trên cái mồ mà nhịn đói người khác, nằm dưới cái lòng trung thành với người chủ, con thấy cái người mà tu tâm từ là người ta xúc động ngay liền, người ta thương liền. Đó là cái lòng thương yêu của họ. Nghe những cái cảnh đau khổ của người nào, người đó họ còn đang ở trong cái chưa giải thoát hoàn toàn, thì họ có cái sự xúc động, họ rơi nước mắt. Họ có những cái điều kiện làm cho họ thấy rõ ràng là cái lòng thương yêu của họ với cái sự
thì mình xét qua tâm mình, mình biết được mình sẽ tu tâm nào, nó cũng không khó. Nhưng mà dù sao đi nữa, muốn tu chắc ăn như vậy đó, thì mình phải nhờ một bậc thiện hữu tri thức người ta chọn. Con có cái tình cảm con như vậy đó, nghe chuyện gì con dễ xúc động đó. Thì khi đó người ta hướng dẫn cho mình làm bài, người ta trợ giúp cho mình lập thành cái dàn bài để cho mình nói hết những cái tâm tư xúc động của mình, cái lòng thương yêu của mình ra. Thì khi mà viết thành một cái bài rồi đó, thì người ta triển khai được cái tri trí hiểu biết về cái tâm từ. Do đó người ta sẽ đọc đi đọc lại nhẩm lại, rồi người ta triển khai cái lòng từ, cái phương pháp hành để triển khai cái lòng thương yêu đó. Do đó thì người ta sẽ có đầy đủ cái lòng từ đó, bắt đầu người ta mới thực hiện vào cái tu tập của người ta trên tứ niệm xứ bằng cái tâm từ của người ta. Đó là pháp đặc nhất. Con hỏi thầy. Thế thầy, xin thầy dạy cho là trong bốn cái món vô lượng ấy thì tu một món tâm nào đó là chủ yếu, ngoài ra thì có thể kết hợp cả các cái món vô lượng khác cũng được chứ? Cũng được, nhưng mà nó là chính đó. Nó là chính, mình kết hợp vô đó là, nhưng mà chỉ thực hiện cái lòng từ, chứ mà lòng từ của mình, mình kết hợp vô lòng xả, nó cũng vô lòng từ vậy. Thế mình xả được, có từ rồi. Còn con không? Có từ gì không? Còn ai nữa không con? Hết rồi. Các con phải chuẩn bị về những cái bài viết của mấy con, dựa theo cái dàn bài làm cho đúng. Chứ không mấy con nói mình mong quá đó, thành ra nó cũng lạc đề mất đi. Mình xói vào, cái mục đích để xả tâm. Bài thầy, giờ con làm xong từ bi xả rồi, thì bây giờ con đợi thầy duyệt cái chỗ cái tâm xả của con này, để con còn lựa là con làm cái bài về tâm xả. Thầy sẽ duyệt cái bài tâm xả của con. Coi cái tâm xả của con biết tâm xả nó khó mà nó dễ. Mấy con luận như thế nào, nói như thế nào để xả, mà mấy con luận cách thức mà như cái pháp như lý tác ý coi chừng nó là pháp ức chế đó. Cho nên nói tâm xả, bởi vì từ bi thì nó dễ rồi, mà tới hỷ nó có khó rồi đó. Cho nên mấy con nói về cái hỷ mà ở trong bốn thiền, ly dục ly ái pháp sanh hỷ lạc rồi sơ thiền, coi chừng mấy con nói theo kinh đó, chứ mấy con biết đâu mà nói, có người nào mà tu tập tới đó đâu mà nói. Cho nên mấy con nói theo kinh hồi vậy mà nói theo kinh thì nó không sai đâu mấy con, nó đúng. Nhưng mà vì chúng ta chưa tới đó, cho nên chúng ta phải dựa kinh mà nói thôi, không cách nào khác hơn mấy con, không cách nào khác hơn. Như thầy nói thì được, bởi vì thầy đã biết, thầy có nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thầy có thể nói khác hơn Phật, nhưng vẫn là nằm ở trong cái trạng thái mà Phật đã nói, không có sai. Cho nên trong cái sự tu tập của chúng ta thì chúng ta phải nói hết, chứ không thể nào nói cái hỷ mà chỉ nói cái hỷ của thế gian không. Cho nên cái bài của Từ Quang á là cái bài nó rất là chuẩn, rất là chuẩn, từ thấp đến cao cho đến tứ thiền rất là chuẩn, trên cái dàn bài rất chuẩn đó. Cho nên thầy lấy cái dàn bài đó để làm cho mấy con sử dụng cái tâm hỷ, và đồng thời tới tâm xả mấy con nhớ, người nào cũng viết bài phải làm cái dàn bài tâm xả. Còn con viết cái tâm xả, hầu hết là có một số người viết tâm xả, thầy thấy mấy người mấy con này viết điên rồi hết, không có viết đúng, quán cái kiểu quán khùng kiểu định vô lậu người ta, mà quán cái kiểu này chắc là cái định vô lậu này nó định hữu lậu, quán cái kiểu đó nó thành hữu lậu chứ định hữu lậu chứ không phải định vô lậu. Cho nên vì vậy phải lập thành cái dàn bài để mình xả tâm thật sự, mà cách xả mà không bị ức chế nữa. Chớ mấy con nói lơ mơ mà xả lơ mơ là mấy con xả ngang xương, chỉ cần đắc ý nó bảo dừng không có, thì mấy con bị ức chế đó, nó không dễ đâu. Cho nên vì vậy mà viết cho nó rõ ràng về tâm xả khó đó, chứ không phải dễ, nó khó hơn mấy tâm kia. Thầy nói khó là khó đó, bởi vì mấy con nói xả lạc, xả khổ, xả niệm tinh tịnh, bây giờ mấy con biết làm sao mà xả đây. Nói không à, có phải không, nói được chứ chưa biết cách làm đâu. Cho nên vì vậy đó, thì khi mà xả những cái làm cho được những cái tâm xả của mình, bắt đầu mấy con nói xả gì dục lạc của mấy con chưa. Xả bằng cách nào, nói bằng cách nào để mà xả. Bây giờ cái ngôn ngữ tôi hay nói cái lời nó không ái ngữ nè, mà tôi xả cái lời nói không ái ngữ nè, tôi phải xả như thế nào? Nói cho rõ chứ, rồi nói xả mà nói tôi xả là tôi xả, tôi có chuyện với con hết nói rồi. Thì cho nên phải luận như thế nào để biết rằng tôi xả ở trong cái ngôn ngữ như vậy, tôi xả cái hành động đó là hành động ác, tôi xả như thế nào để cho cái tâm tôi không còn tham ăn nữa. Mà chứ nói bây giờ sáng nó thấy đói nó muốn ăn, bây giờ xả cái đói ăn này đi cho tôi,
cho thầy đi, thì các con phải xả như thế nào, nói xả như thế nào, nói giờ tôi không ăn. À, mấy con không ăn thì bây giờ mấy con ức chế như sao, nó phải không, nó thèm ăn mà không cho nó ăn thì các con bị ức chế như sao. Vậy thì mấy con xả sao mà cho nó đừng ức chế. À, bắt đầu bây giờ xả thì tôi phải quán thực phẩm bất tịnh, tôi nhàm chán, tôi ớn thì tôi mới xả chứ. Các con hiểu như vậy là mình có pháp xả chứ đâu phải không có pháp xả. Còn bây giờ mày muốn ăn tao không cho mày ăn nè, thì mình có phải bị ức chế không? Có phải không? Mấy con xả như vậy là mấy con, nếu mà cái ăn uống mấy con ức chế như vậy, mà nếu mà cứ cái bụng, cái tâm thì cứ thèm mà không cho nó ăn, rồi nó sang nhức đầu, nó sang chóng mặt, nó sang bệnh sao? Là như vậy là đó là mình ức chế vậy. Còn xả mà không cho nó ăn vậy đó, cái nó nằm tim bao, cái nó bóc, nó không ăn. Bị gì mấy con ức chế nó mà làm sao nó không đi qua cái mộng nó ăn. Có phải không? Thầy nói mấy con sẽ thấy nó thèm quá mà. Thì bây giờ chiêm bao để cho nó thỏa mãn cái ăn đó chứ. Đó là mấy con sai. Nhưng mà mấy con quán thực phẩm bất tịnh đi, nó có thèm không? Chiêm bao nó cũng ngán chết à. Nó còn sợ hơn nữa, nó đâu có ăn. Có phải không? Cách tức xả nó coi vậy chứ. Nhiều lắm mấy con. Mỗi cái tâm xả của mình nó xả tham sân si như thế nào, nó có cách thức của nó xả, chứ không phải nó xuông xuông hay hoàn hạt tật ý. À, mày muốn ăn giờ này tao không cho mày ăn là phí đời. À, coi chừng đó. À, tới chừng nó nằm trên bao mà ăn lia lịa đó. Không, thầy đem một cái ví dụ để cho mấy con thấy biết bài xả, chứ không phải nếu không hiểu mấy con viết bài bả đó, ức chế hết á. Thôi đúng không, mấy con sẽ nghĩ đi, thầy không nói mấy con viết tới cái bài xả là mấy con sẽ viết sai. Thì nhắc nhở trước tất cả những cái phương pháp, những cách thức mà đã học, mà trong định vô lậu thì mấy con đã học rồi. Còn mấy người mà chưa học quán thực phẩm bất tịnh, biết đâu mà xả. Cho nên nói bây giờ giới con ăn vi thời thì tôi cố gắng tôi không ăn vi thời, không ngờ là ức chế nó. Chứ đâu phải là giới luật thì phải có pháp chứ, để giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh chứ. Chứ đâu phải mà giới luật đem bắt buộc mình ức chế, mình làm cho mình khổ như vậy là đạo Phật là đạo gì? Sao Đức Phật lại nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy? Thấy gì mà trời đất ơi, giới luật cấm con cho tôi ăn mà tôi thèm gần chết em, mà tôi thấy cái gì? Thấy khổ chứ tôi thấy gì? Vậy là tôi theo đạo Phật là xuống cái gì? Tôi khổ chứ đâu phải tôi giải thoát. Không, thầy nói để mà thấy được cái phương pháp của đạo Phật nó thực tế cụ thể để mà chúng ta giải thoát chứ. Chứ đâu phải nó chơi, đâu phải tu thật chứ đâu phải là tu chơi. Nói thiệt để đem sự giải thoát thật sự mà. Tâm an trú thật sự trong khi chúng ta ăn ngày một bữa mà chúng ta thấy an lạc vô cùng, đâu có còn thích ăn thích uống. Còn như ngoài đời vô đây bắt ăn ngày một bữa thôi. Sáng là không ăn họ thì vô không nổi rồi. Nghe tô phở là chảy nước miếng rồi. Thấy người ta nhai me là đây đổ nước miếng cả đống ra rồi. Thật sự là chúng ta còn thèm chứ đâu phải là chúng ta. Nhưng mà cái người mà tu quán thực phẩm bất tịnh không có thèm. Mấy người nhai me đi, mấy người nhổ ra đi, tôi dám nổ tôi cũng dám nhai nữa. Có phải không? Thật là nó, khi mà quán thực phẩm bất tịnh mà thấm nhuần được. Thậm chí như có người ta quán thực phẩm bất tịnh, giờ người ta không muốn ăn. Người ta thấy cơm, thấy đồ ăn người ta ghê lắm, người ta không muốn ăn. Tại quán quá sâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta quán vừa đúng là chúng ta nhàm chán là chúng ta dừng, không được quá. Đó, hôm nay là những cái phương pháp mà chúng ta để thực hiện được sự giải thoát. Sống như thánh á, chứ không phải là sống như phàm phu được. Lớp chúng ta sắp sửa tới là lớp thực hành rồi đó. À, thầy căn dặn phải cố gắng để tiến bước trên con đường tu tập. Đến đây thầy xin chấm dứt mấy con.